là kỳ đó tới giờ thì đến ngày hôm nay mấy vị cũng nó ở hướng Đông Bắc, thì cho nên tất cả sau này nhân loại ở khắp năm châu á, từ bên Trung Đông hay là Phi châu sẽ mới vô được cái đạo thiên tâm của cha, đạo của thời đại hoàng kim á, là chữ tự nhiên lại rồi tự làm dấu này, rồi kinh điển sau này á, đạo Phật hiện giờ đang đi xuôi đồi, sau này đạo Phật sẽ lên, là vì tất cả các thế giới đều học Phật hết, chỉ có là học Phật á, thì mới không có còn thánh chiến, mới không có chiến tranh, mới không có hơn thua, tại vì họ biết có nhân quả. Còn bây giờ đạo Công giáo là chiếm gần nửa trái đất, đạo Hồi giáo ba cũng gần hết, rồi cộng luôn đạo Tin lành, những cái đạo đó họ không có tin có nhân quả, họ chỉ tin làm lỗi cho đã rồi là Chúa tha không, mà cái đó là sai. Còn thí dụ như bây giờ mà Trung Cộng nó đâu có đạo, đâu có đập nhà thờ, đập chùa, nó là biết cái nhân quả đâu dám làm gì. Mấy vị nói những cái người mà làm chuyện ác này sau này sẽ bị đọa hàng tỷ năm á, tội tội nghiệp rất là sâu nặng đó. Chứ còn nếu mà những lãnh đạo mà biết đạo Phật có nhân quả, họ là đạo Phật, họ không có dám làm bậy đâu, cỡ nào cũng không dám làm hết, tại vì họ không có biết nhân có nhân quả cho nên họ mới làm vậy đó. Bên Hồi giáo, đạo Hồi, đạo Công giáo không có tin có nhân quả, cho nên thời đại sau này á, sẽ họ sẽ tin. Chú gửi về lúc nhận chú là con. Nói chuyện này hả? Thật sự chú chỉ cần biết chú là ai mới là quan trọng. Còn tất cả mọi người trên thế giới hay là những cái gì mấy quý vị biết thì cũng để trong bụng, mà biết cũng vậy, mà không biết nó cũng vậy thôi à. Cái quan trọng là chú biết chú là ai là đủ rồi. Và đồng thời những gì chú nói và chú lên đây á, là có lợi cho ai? Có lợi cho mình hay là có lợi cho quốc gia mình không? Có lợi cho mọi thiên hạ không? Còn riêng phần chú là thiệt thòi hết. Tại vì chú có clip kia chú đã kể. Từ lúc mà chú có nhiệm vụ đi, chú là người truyền tin nha. Chứ khi người truyền tin á, thì cũng giống như ba đứa bé ở Fatima vậy á. Lúc đầu á, thì bị cha mẹ quýnh, la gầy. Rồi sao bị hàng xóm nói là khùng đồ này nữa. Chú là một người chủ một công ty rất là lớn, một năm làm gần cả 100 triệu, đâu phải là nhỏ, vùng này ai không biết. Nhưng mà khi mình nói chuyện tâm linh á, những người giàu á, họ không có tin, nên chú mất hết tất cả bạn bè rồi dòng họ, cũng không có, chú cũng không dám nói chuyện với anh em bà con nữa. Tại vì ai uống nước thì người đó mới có cảm nhận nước ấm nước lạnh thì mới biết được. Rồi bạn bè cũng mấy cũng không không thích mình nữa, nói mình này nọ. Đó là về thiệt thòi. Tiền bạc thì chú không có ham tiền nữa, thì ai rủ làm ăn thì không làm thì người ta cũng không thích. Có nhiêu tiền thì xây núi xây chùa là người ta càng không thích nữa. Cộng đồng cũng không có ai lên đó giúp, là vì họ không có được gây quỹ, họ không có cái tên để mà làm cho họ nổi danh, họ cũng không giúp. Tại lên đó ai có bỏ cái công sức bỏ tâm mình ra thôi. Phật giáo không thích, Công giáo không thích. Nói chung là cho tới ngày hôm nay cũng cũng không có ai lên giúp hết trơn. Hội đoàn đây là nói họ sao đó, họ có cái sự dị biệt dữ lắm. Cái gì có lợi cho họ chỉ mang danh cộng đồng, chứ là có lợi cho cá nhân họ không à, gây quỹ vận động là họ giỏi thôi. Thì về phần hỏi chú là ai, chú biết chú là ai mới quan trọng, còn mọi người có biết không biết cũng không sao. Mà đừng có khi nào chú là những cái gì chú nói, những cái hành động chú đều là có lợi cho quần chúng, chứ không có gì có lợi cho bản thân hết á. Không thờ Thượng Đế nhưng khi tụng kinh lấy hình ngày được, cái gì cũng được hết, cũng được, đâu có gì đâu.